Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Giúp Cô Hải Nguyễn. Hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 12. Em xin chúc cho tất cả mọi người có ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Hôm nay em mới vừa làm xong được một mớ hàng xưa, cỏ giá rẻ cho chú anh thích chơi dòng xưa giá mềm. Thì nói chung là bên em bán là giá tiền nó liền tất cả hết, tất cả đều có giá riêng của nó cả, nên anh chú cân đối thì coi hợp lý thì mua ủng hộ em Út con cháu. Thì cách thức cũ bên em là chuyển khoản đủ free ship, có cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em. Anh em ở Sài Gòn có thể tới trực tiếp tại Bình Tân để xem hàng rồi giao dịch. Địa chỉ của em có trên Google và Google Maps, anh em chỉ cần gõ Giúp Cô Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin vào việc để em còn làm hàng tiếp. Lên một con sọc dưa 72, tình trạng này nó có xước xác rồi, có cấn không. Dòng xưa thì hàng cỏ thì giá nó mềm thì cái tình trạng của nó thôi ha. Còn hàng đẹp thì em cũng có, nhưng mà giá thì nó cao hơn, chắc chắn là nó sẽ cao hơn rồi. Lại cũng còn đẹp ha. Ruột một mặt chữ chững đời bất bột quá. Con nào sửa chữa gì thì em sẽ báo nha. Hầu như là cái lô này không có chưa sửa chữa nguyên kim. Con này anh phải 800 1972. Hàng đẹp thì nó ngoài 1 triệu, có khi 1 triệu mấy 2 triệu, còn hàng new thì nó phải 3 triệu 3 triệu mấy. Chứ nó có cắt cái này để lỗi ok nha. Con này cứng dầm, con này cứng ít anh em, cứng dầm nhẹ hết à. Chữ bất bột. Số 2 850. 1979. Và HB. Con này 81. Lề lối đẹp ha. Con này cũng có dầm nhẹ, góc cạnh khá đẹp. Ruột hai mặt chữ. Anh em
có mua vỏ rùa, vỏ ruột hàng xưa thì em có nha. Những cái vỏ này không hết 600 ngàn rồi. Ráp nguyên con vậy vô bán mà dưới giá của xe lẻ. Số 3 850. Màu 981. Màu 971. Để lỗi ok ha. Có cần dập. Xưa thì nó phải có cấn phôi phai ha anh em. Giai đoạn Việt Nam quên ha. Những cái dòng thường gạch đứng này thì nhiều anh em thích chơi cái dòng này, về người ta dán emblem lên hoặc là người ta bỏ, người ta khắc về những cái nha, cái chủ đề về quân đội hoặc là chiến tranh Việt Nam lên. Chưa có bắt buộc mà coi gì. Chuẩn đời nha. Số 5 850 luôn. 1973. Em lên con 73. 73 này dòng dòng HB thường dòng xưa này nó ít gặp hơn là dòng chrome bay xước hai mặt. Lời lối ok nha. Có cấn dâm. Tổng thể con này ok. Góc cạnh cũng còn khá đẹp, trên nắp có dâm nhẹ. Rồi, đồ chuẩn đời. Lâu này là không có qua sửa chữa nha, nguyên zin. Con này số 5 1973. Một con HP nữa. 5618. Cốt lại hết nha. Thay cốt lề hết rồi nha. 68 lưỡi gà lá lúa một mặt chữ. Chuẩn đời. Số 6 10501968. Thank you.
1959. Không có cấn dăm. Bánh xe xỏ chỉ ha. Ruột chuẩn đời. Số 7 1959 ngàn 2. Rõ cấn. Năm cháu mập ha nè, 56 là năm cháu nó qua năm cháu nhỏ rồi. Lưỡi gà gù. Bánh xe sổ chỉ. Ruột chuẩn đời ha. Rồi. Sao kỳ vậy? Sai sai gì vậy? Mã số 9. Mã số 8. Mã số 7. 6 9 1 9 5 5 1 con 53 full thép. Dòng thép thì thường anh em thường thấy là nó cũng sẽ tróc rơm ở loại thép ra như vậy. Lề lối ngon lành, có dặm nhẹ góc cạnh thì khá là ok, khá ok. Con này chỉ bề ngoài của cái lớp thép nó tróc cái rơm thôi. Dòng thép anh em thường thấy, mà được cái là cái dòng vỏ thép này nó cứng cáp lắm, thường nó ít cấn cấn mớp nặng. Nó có cấn dăm thì chắc chắn phải có rồi. Lưỡi gà gù. Một chân bát ha. Rồi tạm thời em lên vô đây trước, em làm rảnh rảnh thời gian em làm tiếp. Còn lâu sau thì có thể lên, em sẽ lên hàng sưu tầm hoặc là hàng xưa đẹp, xưa hàng đẹp cho anh em. Thì anh em thấy ưng mẫu nào, hợp lý giá nào thì có thể chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em, số Zalo của em. Rồi em xin xuống video đây để làm tiếp tục công việc của em. Anh em mới xem xem kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Em xin xuống video đây. Xin chào tất cả anh em.